Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tổ tiên báo mộng, vận may bùng nổ, gặp thời như cá chép hóa rồng, gánh lộc về nhà, tiền vàng bao la, giàu vượt mặt đại gia, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, đời không tuyệt đường người, dù cuộc đời của bản mệnh chưa suôn sẻ, bởi chịu ảnh hưởng của cái nghiệp trong quá khứ, thì qua giai đoạn lập thân, chính hành động và suy nghĩ của bản thân sẽ chi phối tương lai của bản mệnh, vị trí sau này của bản mệnh ở đâu còn tùy thuộc vào việc bản mệnh làm gì hôm nay. Đừng vì cái khó khăn trước mắt mà sinh ra lòng đố kỵ, thù hận để dẫn tới những hành động không hay, chỉ có bản thân của mỗi người mới tự tuyệt đường sống của chính mình. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến, lời nhắn này được gửi đến cho Nhâm Tý. Người đang xem video đến cuối, hy vọng khi Nhâm Tý xem được video này, Nhâm Tý có thể cười lên nếu Nhâm Tý đang khóc, dịu đi nếu Nhâm Tý đang giận dữ, cười lên nếu Nhâm Tý đang buồn bã, nước mắt nhòa đi, để mọi thứ trôi qua, lời nhắn này được gửi đi để hy vọng. Khi Nhâm Tý xem được video này, Nhâm Tý có thể hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ, giả mọi ưu tư vào cõi đời ô chọc, trả lại hết tiêu cực về với vũ trụ bao la, có thể lời nhắn này không làm được nhiều như thế, có để nó chỉ dẫn dắt tâm trạng, cảm xúc của Nhâm Tý một chút mà thôi. Nhưng dù thế nào, cũng mong Nhâm Tý sẽ ổn, còn lại hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kiên cường, tiếp tục bao dung cho chính bản thân, không nghĩ ngợi về những sai lầm của quá khứ và mạnh dạn bước tiếp nhé Nhâm Tý. Quý cô bác Nhâm Tý đều biết cuộc sống này là vô thường, ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước, đâu đó những tai ương, khổ nạn luôn trực chờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người chọn mạnh mẽ cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng, trong cuộc sống, có những lúc Nhâm Tý cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ, bon chen này. Chính tấm lòng chất phác, lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình. Đến thần Phật cũng cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh và trước đây có bão giông, mưa rào đến đâu không cần biết, chứ 7 ngày tới tháng 6 âm lịch tới đây. Tuổi Nhâm Tý được dự báo sẽ được ung dung hưởng lộc, tiền tỷ đầy hai tay, cực may và giàu có nếu tránh được ba điều cấm kỵ được nhắc đến trong chương trình hôm nay. Trước tiên, ta sẽ cùng tìm hiểu về đôi nét về tính cách đặc trưng của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông thì tuổi Nhâm Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm, đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la, rộng lớn, luôn yêu thương, che chở cho những người xung quanh, họ cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, họ thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác thì Nhâm Tý tăng đố mộc, có phẩm chất tốt, nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Nhìn chung, vận số tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận, tuy nhiên, từ trung vận trở đi được ưu ái, sẽ có cơ hội tạo lấy danh vọng,
tiền tài, vật chất đầy đủ, vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa, phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, về phương diện sức khỏe, thể trạng của tuổi Nhâm Tý cũng chưa có nhiều cải thiện. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Công việc và tài lộc của người tuổi Nhâm Tý có nhiều sự tăng tiến, nhưng rất tiếc là chuyện tình cảm cá nhân vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề khiến bạn buồn lòng. Về công việc, dù vẫn còn đôi chút khó khăn và thử thách phía trước, song tháng mới vẫn ghi nhận những sự tiến bộ và khởi sắc trong công việc của người tuổi Nhâm Tý. Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Nhâm Tý chủ về sự thăng quan tiến chức, theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Tý được tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu hoạch bất ngờ tăng mạnh, đầu tư kinh doanh mát tay, tiền thu đầy túi. Hơn nữa, sức mạnh của quan đới mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạn mà cả tài lộc cũng vượng phát. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, dù vẫn còn đôi chút khó khăn và thử thách phía trước, song tháng mới vẫn ghi nhận những sự tiến bộ và khởi sắc trong công việc của người tuổi Nhâm Tý. Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Nhâm Tý chủ về sự thăng quan tiến chức. Theo đó, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến mới, mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi, gặt hái thành quả đáng mừng. Thời điểm này có thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cơ hội tốt để bản mệnh tiến hành những điều mong ước biến ước mơ trở thành hiện thực. Đặc biệt quan đới rất có lợi cho người làm quan chức, lãnh đạo cấp trên, tức những người nắm quyền hành trong tay. Rất có thể bản mệnh sẽ có sự điều chuyển về vị trí công tác, nhưng yên tâm là sẽ theo chiều hướng tích cực. Nhưng nhắc nhở tuổi Nhâm Tý đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang, sẽ càng có lợi thế trong tay bản mệnh, càng cần giữ vững phương châm thắng không kiêu bại không nản. Vừa khiêm nhường, lại không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, có như vậy mới không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang mong chờ một sự bùng nổ nhất định, thì thời điểm này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Mọi việc chỉ có thể được coi là suôn sẻ, bản mệnh cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đặt ra thì chắc chắn có thể có thu hoạch đáng mừng. Với sự chắc chắn của mình, con giáp này có thể tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong mắt mọi người. Dù vậy, hung tinh thái tuế cũng dự báo về hung hiểm tiềm ẩn. Tuổi Nhâm Tý có thể bị tiểu nhân cản trở, cướp đoạt công sức nếu không đủ tỉnh táo và sáng suốt. Hãy thận trọng với những người xung quanh. Đừng vội tin lời nịnh bợ nhằm bịt mắt bạn, càng những người thường ngày ít giao thiệp nhưng bỗng trở nên sởi lời, bạn càng cần đề phòng để tránh thiệt thân. Đồng thời tập trung tinh lực vào công việc, bỏ ngoài tai rắc rối thị phi, làm tới đâu sẽ nhìn thấy ngay thành quả tới đó. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Tý được tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu hoạch bất ngờ tăng mạnh, đầu tư kinh doanh mát tay, tiền thu đầy túi. Ban đầu, bạn có thấy độ khá dè dặt và bảo thủ trong các hoạt động đầu tư do chưa chắc chắn về tính hiệu quả, song dưới sự phù trợ của thực thần, bản mệnh vẫn tìm được những cơ hội kiếm tiền đáng quý, những người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy. Việc buôn bán cũng tiến hành thuận lợi, hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực yêu thích, mở cửa hàng kinh doanh. Khởi nghiệp bước đầu có thể gặp khó khăn, nhưng nếu thực sự nỗ lực, bạn hoàn toàn có thể có tương lai tươi sáng. Với người làm công việc cố định, công việc trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài lộc lại giảm sút được. Bởi vậy những người tuổi Nhâm Tý cứ kê cao gối mà ngủ, nỗ lực phấn đấu rồi cũng có ngày được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, sức mạnh của quan đới mang tới uy quyền mạnh mẽ, không chỉ thúc đẩy công danh sáng lạn mà cả tài lộc cũng vượng phát. Một khi công việc thuận lợi nhìn thấy thành quả rồi, bạn tự tin đề xuất tăng lương, tăng mức thưởng thì chắc chắn sẽ có thể thuyết phục được cấp trên. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch,
Dẫu tiền bạc rủng rỉnh là thế, nhưng nhắc nhở bản mệnh đừng vội chủ quan khinh suất, vì luôn có thái tuế hung tinh rình rập phía sau, tiểu nhân chỉ trực chờ bạn lơ là lập tức ra đòn đánh úp, gây tổn thất tiền của, càng có tiền trong tay. Bạn càng cần sáng suốt và thận trọng hơn trong đầu tư, có chính kiến rõ ràng, đừng chỉ biết nghe và làm theo phong trào, rủi ro tiềm ẩn sẽ rất cao. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng công việc và tài lộc của người tuổi Nhâm Tý có nhiều sự tăng tiến. Nhưng rất tiếc là chuyện tình cảm cá nhân vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề khiến bạn buồn lòng. Điềm báo tử vi nhận thấy người tuổi Nhâm Tý có nhiều vấn đề cần giải quyết sớm, càng để lâu thì chúng giống như quả bom hẹn giờ, đe dọa hạnh phúc của bạn bất cứ lúc nào. Trong đó nguyên nhân chính là có người xuất hiện xen ngang vào mối quan hệ của bạn, chia rẽ tình cảm gia đình, có người do quá mải mê với công việc, dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp mà bỏ bê lạnh nhạt, không quan tâm tới con cháu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, về phương diện sức khỏe, thể trạng của tuổi Nhâm Tý cũng chưa có nhiều cải thiện. Thời điểm này, một số người xuất hiện các triệu chứng khó chịu như mất ngủ, đau nửa đầu, rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày đều có thể xuất phát từ nguyên nhân cơ thể lao lực do làm việc quá sức. Bản mệnh cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ đúng giờ để tăng sức đề kháng cho mình. Ngoài ra xem phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ về ốm đau bệnh tật sẽ xuất hiện ở cung chính nam, khu vực này cần được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đừng để xui khí của nhị hắc có cơ hội bùng phát, nguy hại cho sức khỏe của bản mệnh và các thành viên trong gia đình. Cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, thời điểm cực may mắn, tình hình buôn bán tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn bản mệnh sẽ có doanh thu bất ngờ. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu đen và xanh lá. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tuần mới, tuổi Nhâm Tý may mắn được các tinh Thái Dương chiếu mệnh, nên đây sẽ là một tuần vô cùng may mắn và thành công với bản mệnh. Nếu bạn đủ quyết tâm và chăm chỉ, thì thành công chắc chắn sẽ nằm trong tay bạn. Đường công danh sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng thành công. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch rõ ràng thì nên khởi động ngay từ tuần này để cát khí giúp cho khả năng thành công cao hơn. Tuổi Nhâm Tý cũng trở nên quyết đoán, không sợ hãi trước khó khăn, sẵn sàng tiến bước, nguồn năng lượng của bạn cũng truyền cảm hứng cho người xung quanh. Điềm báo tử vi còn cho biết, vận trình tài lộc của tuổi Nhâm Tý khởi vượng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều đang có dấu hiệu tăng tiến không ngừng. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi mà quý nhân trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền. Chuyện tình cảm trong tuần về cơ bản vẫn ổn định như vậy, không có nhiều điều đáng nói. Dù có sóng gió nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của các cặp đôi bởi hai bạn luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nam mệnh độc thân có sức hút mạnh mẽ, có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp nhưng cũng dễ có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi tuần mới thấy rằng, thiên đức cát tinh nhập mệnh, tuổi Nhâm Tý không cần phải quá lo lắng về vận trình tuần này. Bởi may mắn đang đứng về phía bạn, bản mệnh có cơ hội được quý nhân dìu dắt, nâng đỡ trong từng bước đi, nên tiến triển tốt đẹp. Nhìn chung, vận khí đang rất hanh thông, bản mệnh dễ dàng gặt hái được không ít thành quả trong công việc. Nhâm Tý luôn có tinh thần sáng tạo, trí tuệ mẫn tiệp nên cho ra đời những ý tưởng sáng tạo độc đáo và mang tính giá trị cao, đóng góp nhiều cho tập thể, như vậy mà cũng được hưởng lợi từ đó, cấp trên không tiếc dành nhiều lời khen ngợi cho bạn trước mọi người. Cùng với công việc thuận lợi thì tài lộc cũng trên đà khởi sắc, trong đó cả nguồn thu chính và phụ của tuổi Nhâm Tý đều có xu hướng tăng. Với người làm công việc cố định, cơ hội tăng lương của bạn đã tới, nếu đề xuất trong thời gian này thì khả năng được chấp thuận rất cao, việc đầu tư buôn bán cũng gặp không ít cơ hội ngon ăn. Con đường tình duyên trong tuần của người độc thân phong phú, hứa hẹn có nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Bản mệnh là người giỏi ăn nói, giao thiệp rộng nên dễ thu hút được người khác,
cơ hội để bạn mở rộng quan hệ và tìm được một nửa cho mình khá nhiều. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng Thiềm Thừ phong thủy. Thiềm Thừ là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hỷ sự. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu còn có tác dụng chấn nhà để tránh tà khí, ta đặt Tỳ Hưu ở các hướng tốt trong nhà như sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Nhất là hướng sinh khí thì Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn nhà. Vì vậy, Tỳ Hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng Cá Chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng Chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư giả hơn cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài tấn lộc. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bì kịp. Ngoài ra, thì còn được coi là con vật may mắn, từ hầu có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một chức vị quyền quý. Bởi vậy, trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ, thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tượng rồng phong thủy là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc hóa sát, rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương, những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy và con số một theo quan niệm xưa. Phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Mèo thần tài giúp gia chủ đạt được ước vọng. Mèo thần tài là biểu trưng cho tài lộc và may mắn, mang lại phúc lộc cho gia chủ. Trong phòng khách nhà mình, bạn có thể bày một chú mèo thần tài, chẳng những có thể khiến cho vận khí tốt lên mà còn có thể giúp cho những điều mình mong muốn đều trở thành hiện thực. Bày cây cảnh chiêu tài ở phòng khách. Cây cảnh chiêu tài được rất nhiều người ưa chuộng bởi tác dụng của nó không chỉ giúp thanh lọc bầu không khí mà còn mang lại tài lộc, sung túc cho gia chủ. Cây chiêu tài có rất nhiều loại, thường thấy nhất là cây kim tiền, cây vạn niên, thanh cây phú quý, chọn được chậu cây cảnh ưng ý, bạn còn phải xem đặt ở đâu cho đúng vị trí phong thủy. Thường thì những cây cảnh chiêu tài này thích hợp đặt ở phòng khách, trong nhà hoặc trong văn phòng, ở tài vị sẽ phát huy được công dụng của vật phẩm phong thủy này một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Cây cảnh phong thủy chiêu tài mà không chú ý đến vị trí bày trong nhà thì chẳng những không khiến tài lộc nhiều thêm, mà còn có thể phản tác dụng gây ra những trường khí xung đột, khiến cho vận trình gia chủ ngày càng sa sút, thậm chí lâm họa, phá sản, tiền bạc tiêu vong.
Ngoài ra, khi đặt cây cảnh trong nhà bạn nên chú ý đến chủng loại của cây, bởi một số loại cây chỉ thích hợp trồng ngoài trời. Bởi đặt trong nhà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ví dụ như cây phất dụ. Bể cá cảnh có thể thu hút tài khí về cho gia chủ. Nuôi cá chẳng những là một thú vui tao nhã, mà còn giúp cho gia chủ có thêm nhiều tài khí, tiền bạc ngày một dư dôi. Bể cá cũng là một trong những vật phẩm phong thủy chiêu tài được nhiều người ưa chuộng. Nếu bày bể cá cảnh với kích thước phù hợp ở trong nhà theo phong thủy, có thể giúp cho gia chủ tài lộc tăng tiến, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, bất cứ một vật phẩm phong thủy nào cũng có những điều cần chú ý. Với bể cá phong thủy, bạn cần cân nhắc kỹ về vị trí đặt bể, kích thước của bể cũng như số lượng cá nuôi trong bể. Tất cả những điều đó đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc. Nếu bạn không đủ khả năng để tự tìm hiểu, thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của những người am hiểu kiến thức phong thủy hoặc những bậc thầy phong thủy để tránh mắc phải những lỗi đại kỵ, gây họa cho cả gia đình. Một lời nhắc nữa với bạn là vật phẩm phong thủy đã có tác dụng thì cũng có những điều cần phải lưu ý, kẻo mang họa vào thân. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn vật phẩm phong thủy bày trong nhà mình, xem xét vị trí trưng bày và tuân thủ những điều cần chú ý, tránh mắc phải những lỗi đại kỵ phong thủy quý vị nhé. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.